Kiến là một loài rất là chịu khó. Và em đã đi chọc nó. Chọc Nó nằm cho nó nó chịu lắm. bay ra. Chọc lên nó bảo Ấu. cơn lên nó nghe tiếng em. Bố đầu lỗ người nó cứ thế. Thế ô nào được nào. Ô từ bóng quá nó, mẹ làm tí nào. Hay gặp bên nào. À tao cãi đó. Em có ô nào lẻo hết à? Dân dân lại bố hăn cha lao để bố bươi với lẻo này. Mì mì khơ mì khơ đêm để cái tôi lại theo mày nó. Bố đêm này à? Nè. Anh em mưa phải nhạc sơn cái mắt mày. Tức lại khó lắm. Hay phải lưu. Lúc con âu ông nhạc sơn với nhạc phát phát bạn ăn để ông nè. Cần này ông khẩn nã khô mà giúp nó bấy à nã khô ăn là chứng chứng kiến mà. Lự bố chứng kiến tớ ăn thua bóng tay khai tôi chứng kiến nào gì ăn thì cũng chứng kiến. Bóng tay khai chứng kiến nào. Tôi bóng tay để ăn. Tôi mong mồm mình mà. Tôi bóng tay mì kinh nghiệm. Lúc con đang thơ ta với tức lệ. Con này không bởi ta bôi lon này này. Bôi lon. Lon này ta chết người ta. Bỏ mơ một đứa gốc nó lên. Bôi lon này. Ai hông tức là. Ông tử bóng với em. Ừ. Bố mì. Bố bố sẽ sáu nè. Mưa ông nghe tí thêm. Sáu sáu tên lần nào. Sáu tên lần. Cái nhà mì di chuyển à. Bảo đi. Nè. Ông tôi kêu. Ông nghe mà lạt một cái nó đỡ thế tu gỗ con này. Chàng. Một chàng. Một lạng. Cái này ông mưa. Xử lý coi. Ừ. Một lạng. Tiếp tục. Chương trình 2. Chương trình 2. Chương trình 2 đi. Như này à. Nghe chắc mạc quý. Mạc ơi, mạc lên. Em hết đây đi. Em hết đây. Không quay, không quay video ấy. Không quay video. Mà thấy chồng mày. Đây. Đây là ổ của một con kiến, gọi là kiến gì nó? Kiến ăn được. Kiến tại của em gọi là mật lầy. Ăn cái trứng của nó được. Đấy. Nó mọc ở trên cây cao và đến mùa này thì nó mới có nhiều trứng. Mùa này mới là mùa thu hoạch. Người ta thì đánh thì được rất là nhiều. Người ta đi đánh thì được rất là nhiều. Nhưng mà chỉ em đi đánh thì chắc là được một ít thôi, không được nhiều đâu, bởi vì còn ở trên cây kia còn rất là nhiều ổ trên cây cao không lấy được. Đây, lấy cái ổ này này. Thế này. Nhiều không? Nhiều ấy. Rất là nhiều. Rất là nhiều kiến luôn. Kiến này nó đốt rất là đau nhá, đau và ngứa. Nó cắn, nó không phải đốt đâu, nó cắn. Con nào bắt con nào nó bò vào người nó cắn. Nó bò vào người nó cắn. Chị ở trên, chị ở bên trên. Sáng rồi đấy mình. Ông phải hết là phiên à? Phiên khắp, đẹp từ mi. Mà không mua mà ghé cho mình hết đi đấy. Điêu luyện. Bác có vẻ như là chuyên ngành của bác rồi. Ôi, bố chuyên ngành á, ăn mừng. Đồ. Xiên tua. Tôi cái này, để ông này, đưa vào lấy lại. Này. Ôi mà à.